Tại vì mình đã qua cái giai đoạn mà mình đi ba club rồi, nhưng mà bây giờ con Hân nó đang ở cái có giai đoạn đâu mà mày trời ơi mình đi ba ở nhà không bị gì vậy. Mệt bà quá rồi đó, bà lựa cái chỗ gì mà tôi đi lên đây gần chết đi... nói mấy ông vậy. Nay ta đi lên đây tao có xỉu. Hello mọi người. Hello mọi người. Hôm nay là chương trình trong túi của bạn có gì với Bảo Hân và Linh Ngọc Đàm. Các bạn ơi, các bạn chắc cũng đã xem một cái tập của mình với Bên Bu rồi. Dạ, em là khách mời thứ hai hả? Ừ, khách mời thứ hai. Dạ, chưa. Khách mời thứ hai của series này đấy là em. Luật chơi thì vẫn như cũ thôi. Bây giờ bọn mình sẽ lục túi của bọn mình ra xem là hôm nay bọn mình mang gì. Nếu mà bọn mình có 5 cái món đồ mà giống với nhau á thì sẽ được một cái chứng nhận tình bạn. Tình bạn của tụi mình không cần. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào cái công việc này mình, bởi vì mình đang quá là mệt các bạn ạ. Em cũng mệt trời. Lo này không chạy cách xa mà vậy nữa. Hôm nay nhờ con Hân đi quay mà thì tối hôm qua mình lại đi uống rượu để 6 giờ sáng các bạn ạ. Ủa sao 8 giờ sáng mình ngủ dậy là mình thôi chết cái mẹ rồi, chắc hôm nay không đi quay được. Xong mình suy nghĩ bắt tay lên trán, không biết hôm nay mình mà bùng kèo thì Bảo Hân có giận mình không ta? Tại bình thường em toàn bùng người ta không ạ. Chị em tôi đã phải rời từ 1 giờ quay, bây giờ là cũng 5 giờ rồi chứ. 5 giờ? Cũng không có nhiều cả, cũng delay cũng không có nhiều mọi người ơi. Thôi quay nhanh để còn đi về nhá, mệt quá. Mọi người thông cảm nhá. Vừa gương mặt rất là tiều tụy này, nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình được quay với nhau rồi. Tại ngày mai con này về Di Linh và ngày mai mình cũng đi Hà Nội luôn. Rồi. Chơi à? Chơi luôn em đi. Rồi bây giờ mày mang gì? Mày bây giờ em chứ hả? Mày nghĩ từ giờ mày nghĩ là tao với mày có đủ 5 món chung nhau không? 5 món thì chắc cũng được. Tại bình thường em mang khác, nhưng mà hôm nay em mang khác. Tao không có mày giống nhau. Tao ngày nào tao cũng mang một cái túi khác, ví dụ như là bình thường mình có nhiều cái túi sách đúng không? Đúng thì khi mà mình thay túi sách thì mày sẽ lấy cái đúng rồi, lấy bớt ra, lấy mấy cái quan trọng ra đúng không? Còn tao thì là mỗi một cái túi sách tao để nguyên một cái đồ, xong tao lúc sách đi tao chỉ sách cái đấy thôi. Nhưng mà kêu giống nhau. Bây giờ mày lôi cái đầu tiên của mày ra đi. Cái này chắc cái gì mà basic ấy? Lột. Có. Chắc luôn. Không bao giờ không thể nào thiếu được. Nào mình mang lược nhưng hôm nay mình lại mang. Ủa vậy hả? Từ khoan. Sao? Dừng lại cho tao quảng cáo cái lược này. Theo như các bạn đã biết, một cái chiếc lược bình thường, đây nhìn nó chỉ là giống một cái chiếc lược bình thường các bạn nữa. Không có gì đặc biệt. Nhưng mà cái chiếc lược bình thường thì nó tầm 20.000, còn cái này của mình nó tầm 1 triệu các bạn ạ. Các bạn cũng biết là nó có gì đặc biệt không? Cái này không là gì thôi. Cái này nó mới quan trọng mọi người. Mọi người nhìn thấy cái này nó có vẻ nhỏ nha, nhưng mà cái này là do em đi sinh nhật. Em đi sinh nhật bụt ở một căn villa 30 triệu một đêm. Đây là cái mày của khách sạn. Mày ăn cắp cái lược người ta về. Tao nghĩ là tao có một cái mà mày chắc là mày sẽ không có đâu. Tao có cái lô. Không có thiệt. Em không có lô. Từ hồi mà mình kiểu để cái máy bay này thì lúc nào mình cũng cần phải một cái lô để cho nó lúc nào mà nó bị duỗi ra thì mình sẽ quấn lô lên, xong rồi nó bay ra. Và cái lô này là cái lô to nha các bạn nhá. 8.000 ở trên Shopee thôi. Lô to quấn này sóng nó mới đẹp. Xung giá lẹ. Rồi, giờ tới em nè, cái này chắc chắn gì có rồi, không là thiếu được. Son. Son hả? Trời đất ơi, son. Trời ơi, chứ gì nữa má, đúng nhiều luôn á. Đúng nhiều luôn. Ta mang hẳn 3 cây cho mày sợ. Có son dưỡng không? Có luôn. Có nè, son dưỡng luôn, tính 2 món không, nha. Không, tính 1 món. Son dưỡng. Son mà. Nè, son dưỡng. Rồi. Rồi, rồi mày lôi tiếp đi. Tiếp hả? Cái này mà chị không có là chị sẽ bị mọi người khiển trách. Nước gửi tay. Ấp mặt vô. Không, bởi vì chị biết là mày sẽ mang cho nên chị không cần phải mang nữa, phải không? Chị rất là tin tưởng vào nhân cách của mày đấy. Wow. Đấy, thế là hay là một người mang mà hai người vui. Rồi, tiếp chị á, tôi chạy mà. Tao mới lòi ra. Cái này mà tao mang đi và mày không mang là mày mới bị người ta đánh giá này. Gì nữa? Không phải đâu mọi người. Tại vì bình thường em mang nhưng mày, mà hôm nay tại vì em mất cốp em này nó mới quan trọng mày không em mất cốp em ngồi ở trong xe cho nên là em chỉ mang cái này em xịt những cái người xung quanh em. Đây là Hòa nha. Hòa nha. Ủa là mình có mang có giống nhau ý thức cộng đồng 1, 2 mới được 2 món đó. Mang cái gì mà tao có đi em? Cái này đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt đúng đồ ăn vặt. Cái này là cho tim tụt đường nè, em ở hay nhìn ăn á cho nên em dễ bị tụt đây đường. Là tim khui rồi đó nhá. Vừa ăn vừa chơi vừa ngon vừa vui thì còn gì ngoài combo giòn rụm dễ nghiện này nữa đây. Ai mà chưa ăn thì điểm danh ngay, tôi chỉ chỗ mua liền nhá. Đồ ăn vặt các bạn ơi, không thể thiếu trong túi của bọn con gái nhá. Mặc dù là không phải là bọn mình ăn nhiều đâu. Thật ra mấy cái này á nó mấy này ăn không béo. Nó không có béo, nó chỉ có vui mòn thôi. Nó chỉ có gọi là lâu lâu mà thấy hơi nhớ mấy cái vị mà kiểu thôi cấp 1 ăn hoài luôn á. Rồi, thế là đồ ăn vặt là cũng tính giống nhau.
là ba món, là ba món giữa mà tao mang cái này mà mày không có là tao rất đánh giá mày với một người con người mà mày rất là hay mua cái đồ này luôn á. Đúng không ạ? Có. Trời ơi tao hiểu em mày là thần đúng không ạ? Đây gì đây? Killin này chai chết à? Nó em mua cho một cái set gì nè, xong nó có một cái vỏ đó tiếp vậy, còn cái này là nó cho sẵn nè. Ở trong thì bình thường mà ở cái ngoài cái vỏ nó sang ha các bạn, ui cái vỏ nó nặng như chứ mà nó thơm khiếp quá. Cái này có phải mua riêng không, cái vỏ ở ngoài có phải mua lẻ mua giống set á? Mình thì có thói quen là mình mua nước hoa mình hay kiểu mua chai full size, thế là ở nhà mình rất là ít mấy cái chai bé bé, mỗi lần đi ra đường thì mình phải lựa mấy cái mùi mà có cái lọ bé bé nhỉ thì mình mới mang được. Là chị em mình cũng được 4 món nhỉ. Món nào hỏi vậy? Giờ ta lôi ra tiếp nè. Tới lượt tôi. Mắc cười quá. Mày có gì? Tôi mang gì? Tôi mang gì được ta? Mắc tôi nhiều quá. Dây buộc tóc. Không có. Từ hồi mà tao tháo cái tóc bộ tóc nối này thì tao đã còn không còn biết đến khái niệm dây buộc tóc nữa rồi. Bởi vì cái độ dài của tao nó cũng buộc lên thì nó cũng kỳ. Nó bị mỏng lét ở dưới đúng không? Tóc em nuôi gần chết. Nó bị dở ương mày. Hiểu. Nuôi tóc lâu chưa ạ? Năm mà nó dài. Là tháo nối 1 năm rồi á. Nhanh hơn. Sao tao không dài ta? Mày có phải dùng thuốc hay là gì? Có vậy? Trời, dài gần chết. Mấy lần tao đã suy nghĩ là bây giờ nuôi tao cũng nuôi được 4 tháng rồi. Không biết tao có nên để cho tao một cái cuộc vui, ví dụ như mệt lắm luôn. Mỗi lần mà bà tháo tóc là em kiểu em bị bất ngờ, em sẽ kiểu là ủa rồi, đợi khi nào bà nói mà bây giờ để được mấy tháng rồi chưa nói lại. Hoan nghênh nha. Chúc mừng nha. Hôm nay quyết tâm. Là mình đã quyết định rồi, thôi lần này phải quyết tâm. Tóc nhiều màu, tóc dài thì đẹp, đẹp thật nhưng mà đến lúc mà nó rụng hết thì cũng không còn tóc nào để mà nối cả. Tiếp đây. Rồi tiếp. Có gì nhỉ? Tao thì có bị rắn mụn. Mày không bao giờ bị mụn hả? Em bị nhưng mà em không có dán, tại em dán nó bị bí lắm. Thế thì mày có cái gì? Coi. Tao đoán là mày phải có che khuyết điểm. Không. Trời ơi bà bị điên rồi. Trời ơi mình mang nhưng mà em có băng keo cá nhân có được tính là dán dán không? Trời ơi băng keo cá nhân nó là khác nhau công dụng luôn á. Cái này cũng dán nhưng cái này mà nó khác nhau về công dụng luôn á mẹ. Bây giờ là tao nói thật là trong túi tao cũng gần hết đồ rồi. Đây tao mày còn thiếu đúng một món nữa. Đúng một món thì món này chắc chắn là có nè. Mày nói coi. Mọi người nhìn cái này có thể nghĩ là em đưa điện thoại đúng không? Điện thoại này ai cũng có rồi. Nhưng không. Kệ visit. David Holder. Cái này không thể nào thiếu được. Trời ơi, những người nó không mang tiền mặt. Thà như là nó rút tiền mặt ra thì chắc chắn mình không bao giờ có, nhưng mà nó lại rút thẻ ra thì ui vậy, rồi ôi các bạn là chị em. Nhà chồng được các bạn ơi. Tự nhiên nhìn mấy cái thẻ đen nó đâu ha. Cuộc đời chưa được cầm thẻ đen. Chưa được cầm thẻ đen bao giờ. Đây là thẻ đen cuộn bắp em ơi. Vậy hả? Thẻ đen ai có. Vậy là đủ 5 món. Rồi, đủ lắm món, nên chị em mình cũng thử thao nước nhỉ? Cũng được. Riêng về cái quả lược là ta thấy là ổ đá của đấy, quả nước hoa là thấy ổ quả đá nước hoa là không thể thiếu nha. Quả lược với quả nước hoa là chí mạng luôn á. Còn mấy cái kia thì bình thường, son thì bình thường. Son thẻ thì bình thường. Hồi nãy em tính mang kính mát mà chắc chị không có. Không, tao tư vấn cho tao kiểu đeo hở này. Tao cũng chưa bao giờ đeo mấy cái kiểu mà kính râm ấy. Cũng đẹp mà ha mọi người ha. Nhìn nó đỏ. Hay nhìn thấy giấc màu hồng luôn, đeo vô là thấy thế giấc màu hồng luôn. Tất cả xung quanh mình đang trở thành màu đỏ hết các bạn ơi. Mày còn đồ có, gì? Có, em còn nhiều lắm. Mày còn đồ gì vui nhất trong cái túi của mày mà lôi ra? Đây. Với tư cách những người nuôi mèo và những người trong tủ đồ chỉ có màu đen. Đó, như là khi mà em đi event em không thể đá cho xuống. Trời đùa. Má ăn không được cái là đạm đỏ. Má có tóc. Má tóc luôn các bạn ơi, nó chơi ngại hay gì nè, kinh quá. Ê, chó rồi, mày đánh phá này của tôi rồi. Ê, kiếp em lấy cái này 25.000. Rồi. Ok thì nói chung là đấy, hai chị tôi đã có một cái clip rất là nhạt nhẽo. Các bạn đã hôm nay thật sự nhạt vui mà. Hôm nay thật sự không vui. Hôm nay thật sự nhạt là tại vì mình quá đuối, quá mệt rồi, mình không thể pha trò được cho mọi người. Nhưng mà đấy, của chị em tôi là cũng gắng gượng được lết đến món số 5 mặc dù cũng hơi đuối. Thôi đố thầy. món cái thẻ này là mang ra là hơi bị gượng. Là cuối cùng anh nghĩ là cuối cùng có chung nhau đó. Gượng thì là nói chung là đâu là tặng cho bọn em cái vòng tình bạn đấy nhỉ. Kinh. Màu này cũng màu phong thủy em ơi. LV chị rẻ mà, máy này rẻ lắm. Chị lên của em mua được 100k. Trời các bạn ơi, được rồi,
Ekip kêu em mặc đồ màu trắng mà sao tặng cái vòng lên Ngọc Đàm dữ vậy? Cái này phải qua đây. Vòng tình thương. Đây là vòng tình thương của tôi đối với em Hân. Mong là sau khi em Hân từ Di Linh xuống lại đi quay clip với chị nhé. Ok nha. Mong rằng cái buổi hôm sau chị tỉnh táo hơn thì hai chị em mình sẽ mặn mà hơn một xíu. Chưa, mình sẽ lấy cát xe nha. Clip hôm nay lên là các bạn sẽ chửi chị em mình nhạt đấy. Không nhạt. Không những thế còn chửi chị em mình giả chân nữa. Không hề giả chân một chút nào. Chị em tôi rất thân. Đúng không chị yêu của không, em? Không, thân kiểu gì á, dù đi chơi không bao giờ đi hết á mọi người. Mệt ơi. Quá. Lần nào dù đi chơi cũng em. Em đang ở Di Linh à? Hôm nay em đi với hội này ở trên rủ thì rủ mấy cái lúc ở Sài Gòn là không bao giờ thấy rủ luôn. Tại vì mình đã qua cái giai đoạn mà mình đi ba club rồi, nhưng mà bây giờ con thân nó đang ở cái có giai đoạn đâu mày, trời ơi mình là đi ba ở nhà không bị gì vậy. Thôi đi má, mày một tuần 7 ngày mà lên 38 ngày nha. Cái này là nó thân với mấy anh booking trên ba đó các bạn ơi. Ai ở một làm booking thì cứ liên hệ nó nhá. Tuần phải cũng phải được ít nhất là 2 số đấy. Nó có 2 số. Thân à, chị em mình nghe là có mùi nhờ vả một chút xíu đó. Chị thì không biết là hôm nay Hân có thích ăn vặt không thì chị em mình ngồi review 5 phút dành thôi, tặng cho sao nè cái tình chị em ba hi hi các bạn ơi. Tuần ấy mì nani nani gửi cho mình một cái hộp mì rất là to và rất là đẹp đẽ, thì tiện đây mình sẽ review nhanh cho các bạn nhé. Tên. Thật sự là mình cũng chưa thấy một cái gói snack dạng kiểu dạng mì mà lại to như thế này. Bình thường nếu mà có snack mà kiểu dạng mì thì nó sẽ kiểu bé không? Có hai vị đấy là phô mai. Ai, phô mai và trứng muối. Phải thích trứng muối đúng không? Không, em thích phô mai thôi. Mày thích phô mai thì mày lấy phô mai thôi. Để giả lại tao một gói đi mày, thì tao sẽ ăn trứng muối. Ui, cái hộp mì này là một cái hộp có mì gì kéo mà mình thấy bà. Nó rất là... Đây. Nó rất là cẩn thận luôn các bạn ơi. Ở ngăn trên thì có 4 gói snack rất là to luôn, trứng muối và vị phô mai. Còn ở dưới thì thề luôn. Mọi người biết cái gì không? Này là đồ pha trà sữa. Cái này là bình lắc ăn snack mì. Mà lại có cả bình lắc thêm một cây búa. Cái này là búa giòn mà đập một phát là rụng rời luôn các bạn ơi. Rụng rời luôn. Rụng rời luôn các bạn. Đây. À, cái búa này có một cái tác dụng là đập mì các bạn ơi. Bây giờ em mình đi học pha chế thì em mình lắc đi chứ nhỉ. Bây giờ là mình sẽ thử ăn vị trứng muối. Trong này có một cái gói gia vị kiểu trứng muối cho trứng muối các bạn ạ. Snack mì nani. Rồi bartender lên nè. Cái này là phải lắc theo. Lắc theo với cổ tay nha mọi người. Tao đều đó. Mày học pha chế lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Cái clip trước tôi làm với bà cũng cả năm mà còn gì. Bây giờ mời Bảo Hân. Bảo Hân hay ăn thử. Hôm nay ăn chay. Ăn chay là không ăn được mì. Không được ăn nhạt. Không được ăn mặt luôn. Trời ơi, thì tao sẽ ăn xong tao sẽ miêu tả cái vị cho mày nhá. Hai gói này mày nhẹ nha. Perfect. Sao? Trời ơi, nó ngon mà nó rất là giòn luôn. Khi mà ăn vào mồm là cái phát âm thanh nó ròn rụng luôn đó mọi người. Nghe nó sướng, nó đấy. Giòn gì đâu? Giòn rụng. Tự nhiên bả mời đi review đồ ăn vặt vào một ngày mà tôi ăn chay. Ai biết, tự nhiên hôm nay mày good fan. Được rồi. Clip đến đây là đủ dài rồi các bạn ơi, chị em tôi đi về đây. Thôi, trong mặt mệt quá. Không cần phải chào hỏi nhiều đâu em ơi. 050109 xe công văn. Được rồi đấy.